Rồi, mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay ba anh em mình đi vô cao này để mò cá cả nhà. Đây, Tư nè, anh mới mò nãy giờ cả nhà. Kiếm cá ăn cả nhà. Quăng chảnh quá trời kìa. Tư anh mò cá lên sàn bây giờ. Có con cá xệ hả? Ôi trời nè, kiếm cá nè. Ôi. Nào. Kiếm cá tối xảy cái gì á? Tối anh đi ra đây nè. Có gì không? Có. Ủa. Làm được 3 con. Con xệ hả? Ừ. Gom mấy con cá này là gom mấy con cá con này. Đó. Cá quăng lăng lóc đó. 4 con. Ở đây hả? Nãy chỗ hả? Còn 2-3 con, 4 con cá. Chó về lấy bao tay ăn ra màu à. Anh lấy cho tao á. Con sẽ chưa ra. Chưa hả? Chưa. Tối đi rồi không có, có 3 con à. Cũng quá chung con bệnh. Bệnh đẩy ký mấy 2 ký cái dầm. Tối tớ đi tớ có mà bữa nước này nè. Đi làm kêu mấy luôn á nè Tư. Chúng qua tôi con chó lại nhau. Cứ nó dở xong rồi á. Ừ. Tôi chó mò chút tôi dở dập nhau kiếm mấy. Ừ chài thử có công sợ. Chài cánh nó này. Phúc nhân tượng á, chài sâu á. Ó công sợ giờ thấy không? Không. Dạ chưa? Dạ rồi, đang dạ. Nó nước đầy nữa nha. Có lợp không? Đây có lợp không? Có lợp hết á. Hai con rồi. Rồi. Nè. Cái gì vậy? Con cát nè. Mò đá rồi nổi luôn. Trời ơi. Đi dăng đi chó, kiếm cái nào ăn chó. Trời đụng. Thấy không? Đụng liền nè. Dùi, nhảy. Xuống đây mò luôn này. Chài chi nữa. Mò gì? Mò ta chạy sao bên kia thế hàm, là anh chạy không con con. Quậy mới ra. Được, còn nữa. Cá bốn cá. Này có lý rồi nha. Chỗ đó sâu. Lớn cái trâu rồi. Ra ngoài hết trơn. Nó còn mà nằm vẫn như nằm trên mặt nước mà. Vừa đụng qua cái rồi nó. Đang động. Đi xuống khác ngọn rồi. Động rồi, xuống góc kia rồi hả? Góc nguồn góc ngọn. Góc nào? Góc mũi dưới á. Góc dưới luôn hả? Ừ, đi đây. Đây còn đụng mà sao nó bắt không được? Không được. Nhanh quá, nó có vụ đâu bắt. Thì đó. Nè, con nè. Cầm cái máy kìa. Bay. Chết cho tao. Đụng nó chạy, đụng nó chạy. Không cát. Đi đánh luôn phải không? Rồi, chuyển cánh cả nhà ơi. Đi lại đằng kia mình. Thấy mình mò. Nãy mò thử đằng đó không thấy. Mò dài đắng. Thôi hồi qua thấy bà Hồng mò dài trong đây nè. Đó hả? Đúng luôn. Ơi sao quá? Có cá giật không? Có á. Đâu giật đâu. Tao buông quá, sao quá tao lỡ hết nổi rồi. Thôi bọc vô đây luôn đi. Thôi giỡn tao buông rồi. Buông rồi. Sao quá. Anh yếu dữ rồi. Trời ơi, nó giàu tao lỡ nãy giờ sao chưa nổi. Vậy là bỏ cổ luôn. Ừ. Ồ, bà bến cơ. Bà bến coi tụi nó rồi, kéo cá. Tụi bây. Sao, đến dán lâu, có chỗ nào cản không đứng. Còn sâu quá. Ừ, sâu lắm. Hồi quái hả? Còn lúc còn mấy đầu. Trời ơi. Hồi quái á. Có cái cào kìa. Có cào không? Có. Vậy hôm nay không nói. Cào gì cào? Ý là hôm nay không nói, ta cào mé. Không đã nói giờ thì nói cào thì cần thịt. Giờ còn gì nữa? Mà biết cào là con cá. Bữa cào là ngon lành cành đào luôn. Mình đang phân vô gì á? Được, con. Ờ. Cầm sao sảy con cáo sệ thôi. Con sệ. À, bỏ vô. Tôi lại đây tôi mò cá con cá coi.
đâu nữa vậy? Cát nè. Ủa không? Hả? Không giòn hả? Giòn giòn vậy á. Khi lâu lâu rồi. Vậy con bự. Thằng ảnh đi đâu rồi? Trời ơi! Quá nó đụng cáo. Trời ơi! Bự chạy rồi. Chạy hả? Ở đây cá nhiều đi. Phải không? Nó thìm đó. Trời ơi! Vậy mà không gì chạy chạy tao đụng khỉa luôn á. Phải không? Cặn nào có á. Tôi cặn công cát á. Công cát có con bốn sệ chạy. Bụng ghê chứ. Công cát. Mấy cái viền nọ không bờm nằm giữa đó mà không vô. Ủa anh đi đâu vậy? Rồi tiêu kìa. Huy ơi dọn cho mất việc anh nhìn giống cái con gì ta? Mấy đàn đàn giống cái con gì giống con dây cá. Mồi dính, mới mồi dính á. Nó giờ thấy luôn. Đụng không bắt được. Đụng quá trời luôn bắt không được. Nè sáng gì không có mồi không ta? Không. Nay bắn mồi không? Rồi đó, cũng tình cái thùng ở cả nhà nãy giờ mấy anh em lặn mồi cống cát này. Mình ra ngoài sâu mình lặn sâu. Nó ốp xuống nào mình cũng hai cả nhà. Không có còn được cái gì hết trơn, còn mấy con bây giờ mấy anh em phải lặn mò tiếp. Giờ là cáp sẽ chành banh luôn, cáp sẽ luôn. Bây giờ phải làm lại cái từ đầu nè. Giỡn. Thì ơi. Đó. Giờ anh em làm lại từ đầu. Ta không dám vào sau mà lúc cái thùng. Lúc cái thùng, tôi vừa lúc cái tôi nổi lên. Đúng rồi, đúng rồi đây. Hả? Lúc cái thùng nó úp á. Rồi, giờ anh em phải lặn lại mò. Đó. Có nào. Nó chạy quá. Lặn này đủ mấy chút nhất cái đầu luôn mà không. Không đụng quá nhiều, dứt đụng quá nhiều lắm. Lặn xíu nhất lỗ tai luôn. Cứ gì vừa tay vừa chuyện đụng. Anh tư anh trời. Quá khó. Nhưng mà đụng nó tung mình theo cái đuôi nó lần lần từ từ quất được. Nãy giờ tao không có được, nhắn này tao biết rồi tao quất được. Quậy chút nữa dấu chân mình cái nó nằm nhu xuống dưới. Nhu dấu chân à? Ủa anh Tư được mấy con một cái bao anh... Ba cái phi đó. Có không phi? Đụng, nó chạy, đụng chạy. Nhiều. Ủa mẹ nằm giữa lưới này nè. Quá trời. Nằm giữa nhiều quá mà không dính. Còn nghĩ sao? Vậy dạ. Giờ đi đâu nữa? Cái giò mình cắm xuống đây nè, cắm xuống á, giò mình nhắn xuống. Đúng rồi, cái giò mình nhắn xuống mình lặn. Dạ. Mà mình đi cái này hỏng lên à. Đừng đi, mình đứng xuống mình già. Trời ơi, chạy vậy nó không chứ. Lưới không? Ở chỗ đó không lưới á. Đây đây, đổ đục cả nha ơi, cá bóng sệ, trăm mấy ký đây. Đó. Ôi ôi, cắt ra một con. Một, hai, 4 5 con. 5 con sậy hả? 5 con sậy. Con cua nữa nè cả nhà. Chưa. Rồi. Cái đuôi này đằng nắng có không? Đằng nắng có. Con cát hả? Con cát hả? Thổi đi. Có anh Tư. 3 4 con nha. Cá gì? 3 cặp đi con cá chốt. Không có con sậy hả? Con cá vô. Dạ không có con sậy nào á. Không. Quay phim làm vlog luôn hả? Ok. Rồi em qua đây đi. Có đâu. Thả đi. Đây. Cá lóc rồi. Nè. Cái gì? Cám cát đâu dính lưới chạy đâu. Ờ cám cát đạp dưới chân luôn rồi nè. Lộn máy xuống là ướt vàng nè. Chỉ khoảng 3-4 tháng mà. Sấy à. Ờ anh nghe gọi con cá lóc vậy cũng mất rồi. Sống không? Sống. Hả? Cái đuôi này đâu? Đâu? Xem kìa. Nào con nó vào. Đâu? Để xem đó.
xệ đổ lần con hay con đổ đâu rồi. Cá nó bự mà không có nóc gì vậy, đâu có xệ đâu. Con cá có xệ luôn lum nè, kệ nó vòng vòng quậy quậy giác con hay con hay con, vợ chiều cái bao chục con cái bao ký giờ kêu mấy bơm vô bơm cái bắt mời luôn đây. Không được, đây có kho anh một mày chuyên gia đứng đây thu nè. Rồi giờ mấy anh em mình đi thu lưới coi nha, chiều rồi thu lưới rồi, nãy sang đem mới cá kia về rồi để muối để dành ăn cả nhà. Còn ở đây cũng có vậy, cái lỗi hết nổi rồi tao hộp để luôn quăng vậy mà dính cá cá vậy. Giờ tới anh em lại thu lưới về, về sở 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 giác ra mới được, về sở ra chứ em bước vào ngoài em thu đi phút này bước rồi rẳng xíu về sở cái này để sở ra được mà. Cái mẹ chà bá luôn. Giật phải không? Ừ. Đó giật à. Giật đó, đó hộ cái mẹ à. Mẹ này mẹ gì? Mẹ gì? Mẹ mẹ này mẹ dính gì á. Mẹ rảnh nó xám xám nó nhám nhám. Cái mẹ thứ miền Tây người ta ấy hả? Đúng rồi. Ồ đã. Ừ. Nhá miền Tây phải ăn lắm á. Em cột vô cái thùng hết luôn giờ úp nữa hay vậy? Không có không có. Úp nó là nhịn luôn. Nãy mà mấy anh em con tình bắt quá cá luôn cái sảy trơn. Lặn xuống úp luôn. Gỡ luôn hả? Hay là lên gỡ? Gỡ luôn đi. Gỡ luôn hả? Gỡ đi, về nhà chỉ gỡ giác thôi, nó khỏe hơn. Cá này, cỡ này nắm vuốt đầu ra. Ừ. Cá này ngon không sao? Ngon. Ngon. Cá ừ. Béo lắm. Ao này cá béo lắm. Nó càng bự thì ngon, càng bự không có xương, có phi đó. Ra ngoài kia kể, con ơi, con nó kìa, đang lội nó kìa. Ở ba con luôn. Bộ thấy nó lội kìa. Mình gửi xong cái này nữa chắc bốn mấy rồi, chạy chống quan sát đi, nhìn là biết rồi, nhìn biết rồi, thay đồ tắm rửa biết rồi, dễ gì con ơi, phải một hai giờ con thì con nữa đồ vậy tắm rửa đi chứ tôi cái nhà nhá. Đang về rồi, để hai anh em đi gửi đó. Ở cái ao này là nuôi sống anh em mình nhiều lắm á, không có cá cái văng lưới kiếm cá ăn nhiều lắm á, nhiều lắm, biết bao nhiêu cá rồi đó. Ao này béo vô đó, cá béo vô. Vậy chứ chừng cá này chừng chục con mấy chứ lô bự không à, đừng dính cá nhỏ, cá nhỏ dính dính cá nhỏ mệt lưới thêm nữa, lưới không dính cá nhỏ nữa. Ừ. Dính cá bự, mang bự hả? Lẩu lưới ai còn nữa đó, đó, đó. Đó đằng kia dính nữa kìa, ở đằng kia cá, đằng kia cá dằn lòm đã vậy, cá nó trắng á. Ừ. Quá đã, chút là đang dở bụng cái nữa về luôn. Thăm giùm ảnh luôn chứ. Thăm giùm giữa rồi lấy dính thăm. Thăm giùm luôn chứ. Nặng không? Cái nặng không? Chắc lỗi của ảnh quá. Món cá chà bá. Ừ. Còn cá đấy, cá dằn lôm rồi ta. Đâu ta? Đi về dài đắng. Đi về dài nè. Cặp cặp ra lại đắng ha. Ừ. Nó dạo sâu quá nha, dính dạo 2 mét luôn. Này có cá dính đã lắm. Vậy là cái ao kia mình lùa cái nãy mình kéo gì mà không có là giảm dữ lắm rồi. Hết rồi. Cái dùi đâu ở dưới chủng gì dưới sâu dưới ha. Với lại ta văng cũng nhiều quá anh. Ừ. Nhiều văng quá. Cái ao này nè, ta thấy dông nhiều quá. Đúng rồi. Ta văng ta làm biến gỡ giác. Biến gỡ giác. Lưới ta, ta không văng. Mình thì kiếm cá ăn mà. Cái lưới này chắc cú thì mình cứ văng vậy là dính chắc rồi. Cái ao kia kêu ao chợ á. Ao kia là ai ai cũng văng được. Mà ao đó tùm cạn dữ chứ. Ờ, trước tùm cạn dài bớt. Hết luôn anh. Hết rồi. Lâu lâu còn con. Cái mập mập không hả?
cá này chục con cũng 3 kg. Cá này quá ta. Còn cá này vàng. Cá này vàng. Tới chỗ đó mình kéo được rồi. Chỗ vô vùng trống đó đó. Kéo nhẹ là kéo được rồi. Cá gì mà tròn ủng mà trời. Dính nữa kìa. Bên kia dính nữa gì kìa. À, cái cỏ. Còn. Còn cá này nó đã thấy ghê trời. Cá mà tù lù luôn. Con khe. Cá gì mới nhằn lồm. Mày lưới túi hả lại? Lưới túi. Túi hả? Túi thì nó vô túi cái là hết đường sảy rồi. Đập lưới này nó chắc nè, dạo nó bự. Tại lưới này nhiêu? Lưới này mua 5,5 kg. 5,5 kg đã hả? Có đều mình mua. Sao nghe tay lưới gì 700-800 đâu dữ vậy? Tay lưới 700-800 nhiều loại. Thế nhiều hả? Loại lưới. Cục luôn. Trời cũng mang tối rồi ha. Ừ. Với lại chiều. Chiều. Kia con quay quái giận rồi. Lúc quái khỏi đằng nặng luôn. Cỏ đó, đó, ngay cỏ kia con nữa. Đó. Ơi cá đó cái gì đuôi dài. Đuôi đen. Đen à. Lúc lần kia kế con nữa. Vậy là quá ngon lành. Mấy ngày mưa giông này không có cá này, có cá này ăn là mừng. Giờ mưa có làm giông rồi đi bắt nha bắt cua không được. Có làm gì được đâu. Hôm nay mấy tháng trời anh mặn rằng là cứ đủ ăn đủ về ăn á, có bán chát gì giáo đó. Thằng đó một con nữa thấy không, dính như khúc đó 2 con đủ ăn là được. Cái đen thấy bự đại ha. Đen lù luôn. Đen hơn em á. Đồng đen. Dính cá đồng đen. Đen hơn em đúng không? Em đen gặp nó. Đen còn đen dữ hơn. Đen cái gì? Ngổ rồi ta. Nhầm con trắng trắng ấy, con nguội. Nhầm con nó trắng trắng nhất. Ừ. Đen như vậy đến giải mà nấu lên thì đâu có đen. Nhiều người ta ăn người ta thấy cái phi đen tao ăn chứ à. Phi đen nhìn nhiều nhiều con chứ nó ngon lắm, béo lắm á. Thì theo sở thích à. Đúng rồi. Nhiều người tao phái có phi tao phái nuôi cầu nữa kìa. Nó ghê kìa, nó béo. Đúng rồi. Vậy. Nhiều người nói nhiều người có phi bự tao không nhắm dám ăn. À. Nhỏ nhỏ người ta lại thích. Ngộ rồi. Mình thì thấy cá phi nhỏ mình ăn. Bự. Nhỏ lâu lâu nó nấu sụn nữa. Này có đóng lửa nướng rồi khỏi nói. Nãy sớm á, sớm à, có tiếng em là nướng liền à. Giờ trễ vậy. Tối vậy. Thôi khúc này mình kéo cũng dễ rồi nè. Hai sảy rồi. Nó bự luôn hả? Nó quạt đuôi hả? Quạt luôn. Bởi vậy hai thấy hai bựng hai nước ổn cá thần. Ồ cá này mới đúng không? Cá này mới đã nè. Con này có khủng long với con cá vậy mọi người. Đâu dở con cá lên coi. Ôi con cá. Ôi nó vàng nó đẹp thấy ghê không? Mình nhìn thấy nó thấy biết béo rồi đó. Nhìn thấy nó mập mà. Ừ. Quá đã. Cái này nhiêu? Dài con đủ vốn rồi hả? Dài con. Đâu cần nhiều đâu.
màu con cá đã vàng hơn những cá nãy không. Nãy mình giăng hết lưới luôn hả? Giăng hết lưới, đầu kia còn được chắc 2 mét. Mập nặng bà cố cá nè. Ừ. Thịt nó cổng nấu luôn rồi. Thịt nó dậy trống mà. Đây những cái ao này ao bỏ hoang không cả nha. Ta chưa có sử dụng tới. Thì ở quê mình á thì ai muốn giăng lưới cá cứ giăng. Ai muốn làm gì làm, mình có phá phấy cái đất đai cũng ra được à. Cá thiên nhiên. Tụi cá nhìn thấy tá. Cá nhìn thấy mát mắt. Con chua ha. Thịt nứt nứt da luôn á. Mấy ký rồi đó. Má dính lại dài vậy chứ nãy giờ bọn. Quá trời. Quá đã hả nhà. Bàn tay luôn rồi. Bàn tay luôn. Năm ngón tay đâu giá đâu. Hết luôn. Không giác. Quá mập quá mập. Cá quá mập luôn. Ồ. Dán kiếm chừng 2 con vậy nữa thôi. Ngon lắm. Chữ tàu. Y chang cá la hán. Có chữ tàu đằng ngoài. Ngoài con cá la hán thôi nè. Cá này có hai cá la hán nè. Cái gì nữa thầy phụ? Con cá chấm chấm nè nè. Đây rồi, đâu anh đặt rồi. Giống cá la hán luôn cả nhà. Chưa? Đó. Có chữ rồi kìa. Mà chưa già nét thôi, chấm mới chấm một. Rồi. Cá này phải phải tu luyện thêm lâu nữa không? Vài năm nữa mới lên chữ cho cá bạn. Đã không? Nhớ nào cá này cũng béo lắm ha. Cá này về ốp sơ ớt chiên ngon lắm. Ừ. Giỡn. Rồi thôi, lúc cán rồi. Dính đệ quá đã rồi. Về về. Làm liên tục nó ngon. Càng cuối càng hấp dẫn. Cái gì càng cuối nó lại càng hay. Đây nước này tắm sạch bóng luôn ha. Mát lắm. Ở đó nè, trong vắt luôn nha. Cũng khe luôn. Mấy đứa nhỏ người ra đây tắm lắm. Lâu lâu cái ra đây tắm mát lắm. Bữa Phong á, Phong vẫn còn ở nhà đây tắm nè. Em cũng hay dẫn bé Ngầu ra đây tắm. Tắm đã lắm, sang đây có phao thì cũng lội tung tăng. Khỏi đi tập hồ bơi. Tắm hồ đã hơn tắm hồ bơi. Có giỏi ai chạy vô xe, chạy vô mình nữa nhỉ. Sang. Thăm bung hả? Dạ. Thì thăm bung hả? Không. Kể bịch kìa. Không kể, xíu gì nữa đây. Đây, anh em mình mới đi giăng tay lưới đằng đẵng á cả nhà. Còn nãy cá bông sệ với lại cá bóng cát thì sang đem về rồi, với tôm càng. Này quá trời đã cả nhà. Mê không? Ồ, cá bự bự luôn nè. Phi à. Cá này cá thiên nhiên á cả nhà, chứ không có nuôi, không có cho ăn cái gì đó, tự nó lớn, tự nó sống nó lớn à. Rồi cái thành quả hôm nay thì nói chung giác là ok, bán thì không bán, đủ ăn hay cả nhà, anh em đủ ăn. Đến đây kết thúc, nhà quý mến anh em mình cho xin được like, đừng ký ủng hộ được thằng anh em làm những clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chào cả nhà nha. Đây là con em này giỏi nè, con sát thủ á cả nhà, sát cá sát tôm. Không mua tay lưới rồi, mới có mấy ngày lụm vốn rồi. Rồi giờ hai anh em mình đi chạy về nha. Chiều rồi.